Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình nhé. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ test thử cái phương pháp về gì đánh đó nhé. Thì cái phương pháp này cũng không còn xa lạ gì với tất cả những anh em mà đã từng chơi cái trò chơi sóc đĩa này rồi phải không ạ? Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái phương pháp này ở trên cái con game VB77 này nhé. Để xem là cái phương pháp này có ok ra không nào. Ok, ở cái ván này đã về tứ rồi này. Về tứ rồi, tiếp tục ở cái ván đầu tiên này thì mình sẽ vào 5M nhá. Tiếp tục về gì phang đó. Đen là mọi người khi mà cặp cái cầu 1-1 nó ra gọi là dài thôi. Ok, thành công cái ván đầu tiên nhá. Đấy gọi là trường hợp đen quá thôi, còn không người áp dụng cái phương pháp này thì thử xem là có mang lại cái lợi nhuận không nhá. Ok, tiếp tục ở cái bảng cầu này thì cũng đang nghiêng về chẵn này. Tiếp tục vào 5M chẵn nha. Để xem. Ui dồi, vào 5M chứ đẹp quá. Tôi cho tròn lên 6M nhá. Ui giời, gãy ở ván đầu tiên nha mọi người nha. Mình test thử xem cái phương pháp này có ok là không. Gãy ván đầu tiên này. Là mọi người nhớ cái số vốn ban đầu mình mang vào nhá. Tiếp tục này. Về lẻ. Tay này nối đuôi, đánh lẹ tiếp 5M. Và ở cái phương pháp này thì mình sẽ không lót vị ở đây nhá. Mình chỉ vào vốn ở hai cái cửa chính thôi nhá. Ui giời, đánh lẻ lại về chẵn này. Tạch ván thứ hai. Thì như mình cũng đã nói, bất kỳ một cái phương pháp nào khi mới thua được 2-3 ván thì cũng chưa thể nói lên được cái điều gì cả. Tiếp tục ván này, nối đuôi tiếp bên chẵn. Để xem một cái ván này xem có gỡ gạc được không nhé anh em nhé. Ui rồi, cứ đánh chẵn về lẻ lẻ nó lại về chẵn tạch ván thứ ba này. Ok, đang này, đúng như mình nói chưa, đen quá thì gặp cầu 1-1 đây. 1-1 ván trước về lẻ thì ván này tiếp tục theo đuôi. Và 6M bên lẻ nhá. Mình bảo là ví dụ với cái phương pháp này ấy, mà gặp cầu 1-1 thì chính tỏ là bạn quá đen rồi. Ok, ở cái ván này mình đã giành chiến thắng nhá. Tưởng lại tạch ván này nữa là ván thứ tư. Nhưng mà may quá ở ván này vẫn thành công này. Lợi thế của cái phương pháp này là chúng ta không cần phải để ý đến bảng cầu, xem là cầu kèo nó đi như thế nào thôi. Tiếp tục theo đuôi này. 6M bên lẹ này. Mình sẽ test thử ở đây xem ok thành công tiếp tục này. Gỡ bắt đầu gỡ rồi đấy mọi người ạ. Vẫn tiếp tục theo đuôi. Như mình đã nói, về gì đánh đấy. Cứ về gì là ta sẽ theo đuôi theo cái đó nha. Ok, lại tiếp tục húp này. Gỡ chưa? Thế này là gỡ rồi nha. 3 ván thắng 3 giờ là gỡ rồi này. Gỡ và có lãi rồi nhá. Tiếp tục này, vẫn là cái cầu bệt này. Cầu bệt này thì là một lợi thế cho cái phương pháp này. Theo đuôi này là cầu bệt, gặp cầu bệt là một lợi thế. Tiếp tục 6M vào bên lẻ nha. Ok, lại tiếp tục thành công này. Thì như mình cũng đã nói đấy, thua 3-4 cái ván đầu cho cùng một cái phương pháp ấy, thì vẫn chưa thể nói lên điều gì ở đây. Mọi người có thể thấy mình gỡ rất nhanh đúng không? 4 ván, 5 ván rồi. Tiếp tục đến đây này. Đến đây cái cầu bệt này thì đến đây cũng khá là dài rồi này. Anh em phải cân nhắc vào nhỏ thôi, 3M cái ván này thôi. Lãi rồi là đánh nhỏ nó xuống. Ok chưa, tiếp tục húp này. Khi mà bây giờ bắt đầu đang có lãi rồi này, ta sẽ đánh nhỏ nó xuống vào 3M thôi này. Đó, vào 3M rồi. Để xem là cái cầu bệt đến đây có gãy chưa nha. 2, 4, 6, 6 ván rồi này.
Ok, lại tiếp tục húp này. Đúng như mình nói chưa, với cái phương pháp này khi mà gặp cầu bệt thì đó là một lợi thế cho người chơi khi mà áp dụng cái phương pháp này mà gặp cầu bệt này. Bình thường ấy, với cái số vốn ban đầu mà mình đem vào ấy, thì với cái mức lãi như thế này là mình đã có thể chốt hạ và nghỉ rồi, nghỉ ở đây rồi. Nhưng mà ở cái phương pháp này hôm nay mình sẽ thử vào nốt cái ván này 3M ở đây để xem là đến đây nó có gãy cầu hay không nhá. Ok, lại tiếp tục húp này. Thế là nguyên một cái dàn cầu bệt này là mình đã ăn được hết nhá, 2, 4, 6, 6 ván. Đúng chưa ạ? Và bây giờ mình cũng đã test thử cái phương pháp này cũng tầm 10 ván rồi. Và mọi người có thể thấy là mình đang lãi này, lãi lên đến 63.64M ở đây rồi. Và mình sẽ chốt lãi ở đây với cái phương pháp này. Và theo mình thấy thì cái phương pháp này cũng khá là hiệu quả đấy, để anh em có thể áp dụng vào chơi ở cái trò chơi sóc đĩa online này nhá. Tại vì mình cũng thấy là nó đây, đến đây tay này mình không vào thì nó mới bắt đầu gãy này, về tứ này. Nên là khi mọi người áp dụng cái phương pháp này ấy, thì trừ khi là đen quá thì gặp phải cầu 1-1 thì mọi người thua thôi. Còn không là hầu hết là mình nghĩ là cái phương pháp này đều mang lại lợi nhuận cho mọi người ấy. Nên là mọi người sẽ cân nhắc áp dụng cái phương pháp này khi mà chơi cái trò chơi sóc đĩa này nhá. Ok, và mình sẽ xin chốt lãi ở đây với 63.64M nhá. Và mình chốt lại ở đây là phương pháp này mọi người có thể tham khảo và áp dụng với cái trò chơi sóc đĩa này nhá. Mình thấy cũng là một phương pháp ok la đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo với những cái phương pháp và những cái mẹo hay hơn ở trong cái trò chơi sóc đĩa online này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.